cùng một thử thách nhưng idol tôi thất bại 2 lần, 2017. Đọc 10 lần câu, chị lặt rau rồi luộc, em luộc rau lặt rồi, ai thua phải ăn muối ớt hay cải lương. Chị lặt rau rồi luộc, em luộc rau lặt lòi. Vô vị liền rồi kìa. Chị lặt rau rồi luộc, em luộc rau lặt lòi. Chị lặt rau rồi luộc, em luộc rau lặt. Chị lặt rau rồi luộc, em luộc rau lặt rồi. Chị lặt rau rồi luộc, em luộc rau lặt rồi. Chị lặt rau rồi luộc, em luộc rau lặt rồi. Chị lặt rau rồi luộc, em luộc rau lặt rồi. Nè, ngon thì đọc đi. Đọc nhanh lên. Mười lần đó là đó. Chị lặt rau rồi luộc, em luộc rau lặt rồi. Rồi tự nhiên rồi mắc cười. Ai mà chị lặt rau rồi luộc, em luộc rau lặt rồi. Chị lặt rau rồi luộc, em luộc rau lặt rồi. Rồi là không chơi. Rồi phải không? Chị lặt rau rồi luộc, em luộc rau lặt rồi. Chị lặt rau rồi luộc, em luộc rau lặt rồi. Chị lặt rau rồi luộc, em luộc rau lặt rồi. Cũng giống giống mà. Lặt lòi là cái gì mà nói? À, mười lần nữa. Chị lặt rau rồi luộc, em luộc rau lặt lòi. Lặt lòi. Dễ thương quá à. Ấn mà này nhưng mà thua là cả hai cùng mới ăn hả? Chị lặt rau rồi luộc, em luộc rau lặt. Cũng vậy à. Chị lặt rau rồi luộc, em luộc rau lặt rồi. Chị lặt rau rồi luộc, em luộc rau lặt rồi. Em luộc rau. Chị lặt rau rồi luộc, em luộc rau lặt rồi. Chị lặt nha. Ok. Chị lặt rau rồi luộc, em luộc rau lặt rồi. Cũng vậy. Chị lặt rau rồi luộc, em luộc rau lặt rồi. Chị lặt rau rồi luộc, em luộc rau lặt rồi. Ủa sao kỳ á? Chị lặt rau rồi luộc, em luộc rau lặt rồi. À, bà chị á, bà lặt rau là bà luộc. Còn em á, thì là luộc cái rau mà đã lặt rồi của bà chị á. À, chị lặt rau rồi luộc, em luộc rau lặt rồi. Ok, bỏ đi. Bỏ đi. 2021. Bây giờ có hình phạt cho anh Duy rồi nè. Đây. Phạt anh Duy nói nhanh câu. Em lặt rau rồi luộc, chị luộc rau rồi lặt đi ạ. À. Em lặt rau. Em lặt rau rồi luộc. Em lặt rau rồi luộc, chị luộc rau lặt rồi. Em lặt rau rồi luộc, chị luộc rau lặt rồi. Em lặt rau rồi luộc. 5 lần nha. Em lặt rau rồi luộc, chị luộc rau lặt rồi. Em lặt rau rồi luộc, chị luộc rau lặt rồi. Em lặt rau rồi luộc, chị luộc rau lặt rồi. Em lặt rau rồi luộc, chị luộc rau lặt rồi. Chưa mới có 4 lần à. Em lặt rau rồi luộc, chị luộc rau lặt rồi. Đặt rồi là cái gì? Luộc hộp vịt lộn, luộc hộp vịt lạc, ăn luộc hộp vịt lạc, luộc lại hộp vịt lộn, lại luộc hộp vịt lạc. Ồ, oh, ok. Thách em nói câu đó đó. Không, em không có nói mặc gì thách em, có gì phải làm. thách em phải làm ít nhất một câu chứ.